Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hồng Nhung Vlog của mình. Nguyên liệu làm sinh tố đậu xanh bỏ túi: đậu xanh có vỏ 500g, dừa khô 2 trái to hoặc 3 trái nhỏ, nước lọc 1,5 lít, đường 500g, muối, bịch ni lông loại nhỏ, dây chun, phễu, muỗng, v.v. Cách làm: rửa sạch đậu xanh, đem ngâm nước trong 3 đến 4 giờ cho đậu mềm. Mình thường chọn loại đậu xanh có vỏ vì đậu sẽ ngon và không bị sượng như đậu không vỏ nhé. Trong thời gian ngâm đậu, mình sẽ đi nạo dừa, vắt nước cốt dừa nhé. Đầu tiên mình sẽ bắt khoảng 0,5 lít nước cốt dừa đậm đặc để riêng. Sau đó, mình sẽ cho vào khoảng 1 lít nước để vắt nước dừa lần 2. Nước cốt dừa này mình sẽ dùng để nấu đậu xanh nhé. Tiếp theo, khi đậu mềm và nở ra thì mình sẽ rửa sơ lại đậu, tách vỏ đậu xanh ra, vớt lấy hạt đậu xanh đã tách vỏ bỏ vào 1 lít nước cốt dừa đã vắt lúc nãy. Sau đó, mình sẽ cho tất cả đậu xanh và 1 lít nước cốt dừa vắt lúc nãy vào nồi, đun trong khoảng 40 phút cho đậu xanh chín và nở đều, để lửa nhỏ và đều nhé. Ở đây, mình sẽ sử dụng nồi cơm điện để nấu, để lửa đều. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, mình khuấy đều cho hỗn hợp đều, hòa tan. Lúc này, mình mở nắp hở lên để đun hỗn hợp, tiếp cho đến khi mềm, chín và nở ra. Làm như vậy, khi đun sôi hỗn hợp sẽ không bị trào ra nhé. Sau khi đậu mềm, chín và nở ra, hòa quyện với nước cốt dừa, thì mình sẽ bỏ khoảng 500g đường và khoảng 3g muối vào, khuấy đều, nêm vừa ăn tùy theo khẩu vị mỗi người. Bạn có thể thêm bớt lượng đường cho phù hợp với khẩu vị của mình nhé. Tiếp theo, mình sẽ cho khoảng 0,5 lít nước cốt dừa đậm đặc vắt lần đầu để riêng khi nãy vào hỗn hợp, khuấy đều. Lúc này, hỗn hợp sẽ có vị bùi của đậu, vị ngọt, vị hơi mặn nhẹ và thơm béo của nước cốt dừa. Sau đó, mình sẽ tắt bếp để hỗn hợp sinh tố này bớt nóng nhé.
Tiếp theo, mình sẽ cho sinh tố vào bịch nhé. Mình sẽ cho lượng nước sinh tố vào bằng khoảng 2/3 bịch, buộc chặt dây chun để nước không bị chảy ra nhé. Làm lần lượt cho đến hết. Mình sẽ bỏ những bịch sinh tố vào thao nước sạch để sinh tố hoàn toàn nguội hẳn. Sau đó mình vớt ra để ráo nước, cho vào ngăn đông tủ lạnh và dùng trong 2-3 tuần nhé. Sinh tố sau khi đông lại đạt độ lạnh nhất định sẽ có vị bùi của đậu, vị thơm ngọt, một tí mặn và thơm béo của nước cốt dừa, vừa đậm đà, mát lạnh. Đây đúng là món thanh mát bổ dưỡng cho cả gia đình trong mùa hè.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nếu như các bạn thấy video hay thì hãy đăng ký kênh, like, share, bình luận và nhớ nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.